Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm đánh giá đúng chất lượng công tác quản lý, huấn luyện và nhận thức của cán bộ chiến sĩ đơn vị về điều lệnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức kiểm tra điều lệnh năm 2023 đối với cán bộ chiến sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nội dung kiểm tra gồm điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản chỉ thị hướng dẫn xây dựng chính quy, quản lý và chấp hành kỷ luật quân đội, kiểm tra thực hành động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và không có súng. Đối với sĩ quan, động tác thực hành điều lệnh đội ngũ được tiến hành theo 3 bước: làm nhanh, làm chậm có phân tích và làm tổng hợp có phân chia cử động. Đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện theo 2 bước: làm nhanh và làm tổng hợp. Qua kiểm tra, 100% cán bộ chiến sĩ đã làm tốt công tác chuẩn bị, tích cực ôn luyện lý thuyết và thực hành, đồng thời thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, động tác kỹ thuật, thuần thục, chuẩn xác. Quá trình kiểm tra chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm cả về thời gian và chất lượng. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót để đưa công tác quản lý, huấn luyện vào nền nếp chính quy, đúng quy định, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, pháp luật, góp phần xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.